quả côn này nó nặng hơn. Đấy, phải đi tốc độ cao đã. Không nhờ, số kể cả số thấp nó cũng êm ấy. Thì số thấp nó phải êm chứ không? Ông thử nói em rồi, số thấp này nó giật mấy rồi. Thì tại vì xe bé nó thế. Từ nhá, bình tĩnh nhá, đi xuống nào. Kiểu nào. Con xe không phải cho được Grab. Ôi. Ôi, êm nhờ. Thì tại êm vãi hồn. Ôi, bốc vết. 650 nó vẫn bốc hơn không? Thực ra tôi nghĩ là nước đề con này không kém con của tôi đâu. Ê, nước đề nó so với Triumph thế nào? Triumph ngon hơn đương nhiên rồi. Một con 900, một con 650. Thì tôi là so với nước đề thì độ bốc cơ. So với thì làm sao bằng được? Triumph 80 Nm mà không? Con này bao nhiêu nhỉ? Chắc tầm 6 mấy, 7 mấy. 6 mấy, tôi nghĩ là tầm 5, 5 mấy, 6 mấy. Con này là hơn con của tôi về nước đề nhưng mà vòng tua nó không đẩy cao. Thế con này có báo số không? Hình như không. Vãi luôn, không có số à? Không, nhưng mà ông đi quen thì sợ gì. Nên tôi cảm nhận số đúng không? Cảm nhận nhớ số được mà. Ông biết vì sao không? Vì phân khối lớn ông ít khi chuyển số. Phân khối lớn là ông đi trong phố, ông toàn đi 1, 2, 3 thôi. Được. Ốp, được đấy. Êm nhở? Đi ổn phết. À, nếu mà giá như này tôi nghĩ là ngon. Quá ngon, trong phân khúc bỏ ra bán hết nhiều. Không biết tí ơi, có nóng không? Rồi rồi, thì đi rồi. Cứ phải đi một lúc ở vòng tua cao đã xem là có nóng không. Giờ ra chỗ cai hùng nhá. Ok. Nói chung là mẹ đi xe hãng đi bạo lực hành hạ nó vào. Nhưng mà mẹ đừng bao giờ mua xe demo bởi vì mẹ chúng nó test các kiểu rồi. Đúng rồi. Bạo lực hành hạ vào. Giật nhở? Không không, không sao, thế là phanh thôi mà. Giật nhở? Số 1. Đấy con, số 1 con này không gần bằng xe của tôi. Tại vì phân khối lớn hơn. Nên số 1 nó không gần bằng. Đây đấy là thôi đính tội thì nên xoay được về thì đúng là ngon đấy. Thực ra đây quan trọng xa không? Hả? Ra xoay được xa không? Ngay đây rồi. Hát thôi đi qua. Có ở Đức Quảng Ngãi. Đức Quảng Ngãi trên bán Triumph Harley mà. Đây thấy không? Thấy logo ở trên chưa? Thấy rồi. Harley Davidson ở Hà Nội. Thật, lúc đấy số 2 thật. Số 2 mà khỏe. Với cái tầm giá mà ngang vòng 500 của Honda như thế này thì ông đánh giá thế nào? Đương nhiên là thực ra nếu ông muốn ăn nước hậu thì vẫn phải đi 500 Honda. Nhưng mà con này tôi nghĩ là đúng là tốt trong tầm giá. Nếu mà trong nó mà giá tầm kể 180 thôi, nghĩ là giá tốt rồi. Được. Thank you.
1 mà khỏe phết. Ôi mà sắp hết xăng rồi, có hết xăng giữa đường nữa. Được chưa? Sắp ra đường to rồi không? Đường này phóng được đấy. À, chỗ này gần chỗ pit in đây này. Được chưa? Ok chưa? Con này ngồi thoải mái hơn xe tôi ở đương nhiên. Ngồi phê vãi lồn. Thì mẹ tôi ngồi chứ còn sướng thì nó là gái ngồi. Nào nào cẩn thận. Rồi. Tôi tập trung rồi. Đang quay GoPro thấy không? Để nghe thấy hết đoạn nói chuyện anh em mình. Con hổ đây luôn này. Nào lên cầu nào. Xe to không nhá? Con vô xe... Xe nghe có vẻ tàu nhưng thực ra là phim điện. Đấy. Đấy, nó lên cầu luôn à? Không lên cầu thật. Thế là đèn này không sáng. Kéo ta đèn pha chiếu gần đấy. Đèn này tôi không đánh giá cao lắm. Đèn này độ được đèn. Nhưng mà đèn lần sau ông mà muốn độ đèn thì tôi có chỗ này độ. Độ số là vui cho bạn ấy. Đang đi tầm 60. Khối nó lớn. Đấy. Này phân khối. Phân khối lớn này. Nó không gặt mà. Thấy thấy độ nóng chưa? Chưa. Chưa thấy gì luôn. Tôi nghĩ là nó sẽ nóng thôi nhưng mà thấy êm mà. Con này ngồi lái khá nhẹ nhàng. Đấy. Mấy em vậy ấy ta? Về đó. Lái lâu tôi nặng vía lắm không? Đấy. Đấy, lái xe hãng tôi nặng vía lắm. Vui thì vui thật. À, quay cho ô tô nhá, ô tô có mẹ ở đây hơi nhiều ấy. CX-5. Đấy. CX-5. Thịt mẹ trẻ trâu. Thịt cho lột mẹ có CX-5. Mắt cuối nhá. Được. Cọc mạnh. Về phết đấy. Thực ra Triumph ấy đi nó cũng nhanh nhưng mà Triumph kiểu nó không tạo cho ông cảm giác tăng tốc bằng cực kỳ. Con này cảm giác thế nào? Con này vì nó rung hơn nên cảm giác nó kiểu nếu mà cảm giác nó khá phấn khích ấy. Nhưng mà Triumph nó lại phấn khích ở tiếng phô.